Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ AO ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì mình sẽ không review về loa nữa, mình sẽ review về một dòng phụ kiện dành riêng cho Bose S1 Wireless. Đây là dòng phụ kiện được giới thiệu đi kèm khi mà dòng sản phẩm S1 Wireless này ra mắt. Tuy nhiên sản phẩm này nó rất là xịn sò và giá nó cũng xịn sò luôn. Nên là thật ra đây chia sẻ thật là đây là cái món đầu tiên mình bán được kể từ khi S1 Wireless ra mắt. Đó chính là cái cục Bose Wireless Mic Transmission. Đây là một dòng biến micro. Đây sẽ là một cái dòng mà biến micro có dây thành không dây. Vậy thì phụ kiện này như thế nào thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Ok, đây mình trên tay ha. Quay gần lại xíu cho mọi người thấy nè. Trên tay ha, còn nguyên siêu nha. Mình xin phép khách mình mới dám bóc ra nè. Đây nè, đây tên của nó nè. Bose Wireless Mic Village Transmitter. Đây đằng sau nó này ghi rất là rõ ràng, có số seri mã Argentina hết rõ ràng ha. Đây là tem của nhà nhập khẩu nha. Đầy đủ thông tin nha. Rồi, mình sẽ xin phép khách là bóc khui cái sản phẩm này ra. Con này xé được không cần phải cắt. Đây, này bóc siêu à. Ôi trời. Con này mọi người biết nhiêu tiền không? 4,5 triệu. Mọi người thấy giá xịn không? Giá xịn quá. Thật ra là có những khách hàng rất là đặc thù mới xài những con này thôi. Đây, có sách bảo hành, sách hướng dẫn. Đây, nhân vật chính này, hộp không có gì hết trơn á, ngoài cái sách hướng dẫn. Rồi. Đây. Thật ra đây cũng mình cũng là lần đầu tiên mình thấy con này luôn đó mọi người. Chứ đây, đã không? Đó. Nghe thấy không? Đây nó có nút nguồn nè, nút mút nè. Đây một cái cổng canh đông ha. Rồi. Đây như sạc nè, sạc chắc sạc đây nè. Đó, cổng tai xì sạc nè. Thật mình nói chia sẻ thiệt là mình chưa xài con này luôn á. Chưa từng xài luôn, để mình bấm nguồn thấy có nguồn không. Lên đây nè. Đó, lên nè ha. Đó là chớp Bluetooth nè. Đó, để kết nối với một cái dòng S1 Wireless á thì đầu tiên mọi người phải gỡ cái này ra trước này. Đây là cái miếng cao su này. Đó, mọi người gỡ ra ha. Thì mình gỡ cả hai cái đi cho mọi người dễ thấy. Đấy, đây. Rồi. Đầu tiên mọi người mà muốn kết nối nó với cái con loa trước, đầu tiên mọi người phải kết nối nó với con loa trước thì mọi người đây. Mọi người nhét vô trước ra ha để cho nó nhậm nhau. Đây, mọi người nhét vô đây. Đây. Ấn vô một cái là nó dính. Đó, mọi người thấy không? Cái này nó sạc luôn nha. Đây nó đang sạc này. Nó đang sạc cho con này. Đó, thì nó khi mà đi mọi người đi nó thế này. Mọi người muốn lấy ra, mọi người bấm cho nó ấy. Đọc ra, thấy không? Lại này. Bấm vô một cái, dính vô. Nó có ngàm mọi người. Bấm một cái, nhả ra. Đó, thì sau khi mọi người ngã ra nó ra xong rồi thì coi như nó đã kết nối với cái đường line này rồi. Đó, rất là đơn giản nha mọi người, cực kỳ dễ luôn. Đây, hiện tại đây thì mình đang có con AKG ATR 1300X đây. Đó, thì mình sẽ cắm nó vô. Đây, cắm vô. Rồi. Rồi mình mở nguồn nó lên này. Đó, nó sáng đèn. Xong nha. Khi cái đèn này nó mặt xanh này, tức nó đã kết nối nè, mọi người thấy không? Nó hiển thị lên đây này. Đó, cái cột sóng nó đã kết nối rồi này. Coi như mình đã kết nối mic này với loa rồi. Giờ mình chỉ có mật mã. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, mọi người thấy không? Rất đơn giản nha mọi người, cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần cắm vô là xong, để nó xác nhận là xong. Rồi nếu mọi người không muốn xài cái line số 1 đi ha, mọi người muốn là xài line số 2 thì như thế nào? Làm y chang lúc đấy mình làm. Đây mình làm lại cho mọi người coi ha. Đây, mình tắt đi ha. Tương tự, làm tương tự như cái lúc nãy. Thì mình cắm vô cái line số 1 này, để cho nó hiển thị lên cái cổng sạc. Rồi mình chờ nó xíu, cho nó kiểu nó nhận thiết bị với nhau á mọi người. Mọi người chờ tầm mấy giây á cho nó nhận thiết bị xong hết đã. Rồi mọi người mới ấn nó ra. Rồi mọi người rút nó ra. Rồi cài cắm cho thôi. Rồi. Cắm vô. Mở lên. Chờ nó hiển thị nè. Khi nó hiển thị cái xanh này thì ở trên đây nó sẽ có cái đó. Đó thấy không? Tức là cái line này nó đã kêu rồi. Mình mở lên này. Nè, giờ mở lên cái line này nó đâu kêu thấy không? Đó, mọi người sẽ mở line dưới. Đây. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, rất là đơn giản nha mọi người, cực kỳ đơn giản. Và cái một phụ kiện này rất phù hợp dành cho những anh chị nào mà đi show nè, rồi muốn mà tận dụng con này là hát karaoke, hát live acoustic này kia mà mọi người có những cái mic
có dây á, mà chất lượng cao á, nhưng mà mọi người muốn tận dụng lại, mọi người không có muốn mà bỏ nó đi uổng hoặc là mua thêm một mic không dây mới nó uổng tiền á, thì mọi người hoàn toàn có thể mua thêm một cái phụ kiện này. Đương nhiên là giá nó khá là cao, đối với mình là giá nó khá là cao, 4,5 triệu cho một cái phụ kiện như thế này. Tuy nhiên thì đối với những khách hàng nào mà nó cần cái sự mà nó linh động, nhanh gọn lẹ khi xài S1 Wireless thì dòng này hoàn toàn phù hợp. Và đương nhiên phụ kiện chính hãng của Bose thì vẫn được bảo hành chính hãng tại Việt Nam ha. Rồi đó thì ok, clip lần này đến đây thôi, cũng đơn giản không có gì. Nếu mọi người có thắc mắc gì mọi người có thể comment bên dưới để mình giải đáp cho mọi người. Nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn mọi người, bye bye.